Sự thật về mối quan hệ của nghệ sĩ Vũ Luân và Vũ Linh. Nghệ sĩ Vũ Luân là một trong những ngôi sao rất ăn khách của sân khấu cải lương, đồng thời điểm với Thanh Ngân, Tú Sương, Trinh Trinh. Ai cũng thấy Vũ Luân có nhiều nét giống Vũ Linh. Nhiều người đã đặt ra câu hỏi, Vũ Luân có phải là con của Vũ Linh không? Hay Vũ Linh và Vũ Luân có phải anh em không? Nghệ sĩ Vũ Luân vốn xuất thân từ sân khấu đầu mẫu Bạch Long, giữa cái thời Vũ Linh đang làm mưa làm gió trên sân khấu thành phố Hồ Chí Minh vào thập niên 90. Tình cờ, với con mắt nhà nghề của chính thầy Bạch Long đã phát hiện ra Vũ Luân là viên ngọc quý cần phải mài dũa. Vũ Luân có ngoại hình khá giống Vũ Linh, giọng ca lại càng giống một cách tự nhiên. Nhưng nếu Vũ Linh điêu luyện, già dặn, thì Vũ Linh trần phương, trẻ trung, khỏe khoắn. Cho đến hôm nay, Vũ Luân vẫn giữ được chất trẻ trung, khán giả không ai có thể đoán được tuổi của Vũ Luân nếu Vũ Luân không nói ra. So với tuổi đời, Vũ Luân trẻ hơn rất nhiều, và bây giờ người ta vẫn gọi Vũ Luân là nghệ sĩ trẻ. Nghe cái tên Vũ Luân, không ít người tò mò muốn biết mối quan hệ giữa Vũ Luân và Vũ Linh. Hay có phải là do anh muốn ăn theo tên tuổi của nghệ sĩ đàn anh Vũ Linh hay không? Như sự thật, nghệ danh này không do anh chọn, mà do thầy Bạch Long đặt cho. Nghệ sĩ Vũ Luân chia sẻ, lúc chuẩn bị cho tôi ra hát, thầy Bạch Long hỏi tôi muốn lấy nghệ danh gì. Thấy tôi lúng túng, thầy nói luôn, thôi con lấy tên Vũ Luân đi, vì thầy thấy con có nhiều nét giống với Vũ Linh. Vũ Luân với Vũ Linh giống như là Lê Lai với Lê Lợi. Thật tình thì tôi rất hãnh diện vì được đi chung một phái nghệ thuật với nghệ sĩ Vũ Linh. Ở thập niên 90, nghệ sĩ Vũ Linh như một vì sao sáng của sân khấu cải lương, bên cạnh rất nhiều cô đào sáng giá, là lớp nghệ sĩ kế thừa Minh Phụng, Minh Vương, Thành Tuấn. Có thể nói Vũ Luân là vị hoàng tử để có thể kế tục sự nghiệp của đàn anh đi trước. Dù chịu ảnh hưởng Vũ Linh gần như tuyệt đối, nhưng Vũ Luân lại không phải là bản sao. Nếu tinh ý sẽ thấy Vũ Luân biết cách học hỏi những cái hay của Vũ Linh để biến thành nét riêng của mình. Giọng của Vũ Luân rất sáng, nhẹ nhàng, giọng kép không phải giọng lão. Cho nên từ Tú Sương, Thanh Ngân, Trinh Trinh, Mỹ Hằng cho đến những nghệ sĩ trẻ sau này như Thi Trang, Lê Hồng Thấm, Vũ Luân đều có thể kết hợp ăn ý, tạo nên những hiệu quả sân khấu nhất định. Khi mới vào nghề, Vũ Luân đã được sự nâng đỡ của Vũ Linh và hai người đóng chung với nhau một số, thường là cha con. Vũ Luân đóng vai con Vũ Linh, nên có một dạo khán giả cho rằng Vũ Luân là con thật của Vũ Linh. Sau này Vũ Luân hát rất nhiều vai của Vũ Linh, như Ngô Phù Sai trong Tây Thi, Lương Sơn Bá. Khán giả thần tượng Vũ Linh lại càng yêu mến thêm Vũ Luân, bởi Vũ Luân đã biết khai thác những ưu điểm của mình, chứ không thay thế rập khuôn. Ở ngoài đời thì nghệ sĩ Vũ Luân rất hiền lành, biết điều, nhã nhặn trong giao tiếp, luôn nghiêm túc trong công việc, đã hứa điều gì là hoàn thành một cách tốt đẹp. Vũ Luân thuộc cấp nghệ sĩ rất yêu nghề, chịu khó học hỏi, dễ hòa đồng với mọi người, luôn giữ được sự khiêm tốn. Nhìn lại khoảng thời gian đã qua, nghệ sĩ Vũ Luân đã có một bề dày kinh nghiệm. Cho đến hôm nay, dù sân khấu đang trải qua cơn khủng hoảng, Vũ Luân vẫn là một số ngôi sao đếm trên đầu ngón tay, có khả năng thu hút một lượng lớn khán giả đến với sân khấu. Không có sự thành công nào đến dễ dàng, dù Vũ Luân có thuận lợi ban đầu hơn người khác, là từ trong bóng tối bước ra đã gây tiếng vang nhờ cái danh, cái yêu quá lớn của Vũ Linh. Họ có mối duyên nghệ thuật rất kỳ lạ. Tuy nhiên, Vũ Luân chứng tỏ được bản lĩnh của mình khi đứng dưới cái bóng thần tượng quá lớn, mà vẫn phải phát huy được hết khả năng, tự khẳng định mình một cách đàng hoàng. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh nổi tiếng đào hoa một thời, về già phải chịu cảnh sống cô đơn. Từ khi cải lương bị mất khán giả, những show diễn thưa dần, ông hoàng cải lương ngày nào cũng lùi vào hậu trường như bao nghệ sĩ danh tiếng khác. Cả đời anh gần như dành hết sự yêu thương, lo lắng, bảo bọc cho cha mẹ và các em, nên quên nghĩ tới phần mình. Thời hoàng kim Vũ Linh là một nghệ sĩ nổi tiếng đa tình, khi mà quanh ông được rất nhiều cô đào nổi tiếng, tài sắc, thương thầm, trộm nhớ. Trải qua nhiều mối tình, nhưng đến lúc về già, ông vẫn chưa một lần cưới vợ, lẻ bóng trong căn nhà của mình. Những cuộc tình đầy chông gai của Vũ Linh lúc còn trẻ. Người nghệ sĩ nào cũng có cái chất đa tình. Với một người nghệ sĩ điển trai, tài hoa như ông thì không có gì khó hiểu khi có nhiều cô gái vây quanh. Khi còn là một anh kép hát ở đòn tỉnh lẻ, ông có mối tình sâu đậm với thiếu nữ xinh đẹp. Cô là con nhà giàu có, và lẽ dĩ nhiên ba mẹ cô khó có thể chấp nhận nghiệp cầm ca Khi xã hội vẫn còn nhiều định kiến, gạt nước mắt nhìn người yêu đi lấy chồng, chỉ việc chê cái nghề của mình, Vũ Linh say xỉn và tập tành đỏ đen. Khi về với đoàn của nghệ sĩ Diệu Hiền, người thầy vô cùng nghiêm khắc với ông trong nghiệp ca diễn lẫn cuộc sống. Nhờ vậy, ông quay lại với nghề một cách đàng hoàng. Trong những chuyến lưu diễn, Vũ Linh lại nhiều lần nếm trải vì ngọt tình yêu. Theo lời nghệ sĩ Diệu Hiền kể lại, thằng Linh đào hoa lắm, nó đi tới đâu con gái bu theo tới đó. Lúc tôi phải đi xa đoàn có việc, về thì mới hay nó ăn ở với một con nhỏ ở gần nơi mà đoàn đóng đô diễn. Má của cô gái đó dẫn theo con với cái bụng bầu đến bắt đền tôi. Tôi mới phải điều đình là hai đứa con nhỏ, cứ để cho con nhỏ sinh xong rồi lớn chút xíu, tôi sẽ dẫn hai đứa về thưa chuyện với mẹ thằng Linh. Vậy là cả hai đều chịu. Con nhỏ sinh con trai, giống thằng Linh y tạc. Thằng Linh thương và cưng dữ lắm, nhưng thằng nhỏ được 2-3 tuổi gì đó thì bị giật kinh phong rồi qua đời. Thằng Linh khóc hết nước mắt vì con. Đau lòng vì sự ra đi của con trai, Vũ Linh tiếp tục dấn thân vào rượu một thời gian, nhưng được sự động viên của nghệ sĩ Diệu Hiền, ông mới bình tâm, lại tiếp tục trở lại với sân khấu. Trên sàn diễn, Vũ Linh tiếp xúc với rất nhiều bạn diễn nữ xinh đẹp, tài hoa, trong số đó có nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Tâm. Nghệ sĩ Diệu Hiền kể, có đợt thằng Linh dẫn con Tâm về, nói với tôi là em cưới vợ nha. Tôi mới hỏi nó, em quen con người ta mấy tháng mà đòi cưới? Nó nói là 1 hay 2 tháng gì đó. Tôi cười nói với nó, chị thấy chưa ổn đâu, đợi thêm 6 tháng nữa đi, lúc đó em còn muốn cưới thì chị nói với má cưới cho. Thằng Linh dễ nảy giận dỗi tôi, người ta muốn cưới vợ mà cũng không cho. Nói vậy là nói vậy, nhưng người thầy, người chị của Vũ Linh cũng sắm sửa những thứ cần thiết, đợi ngày ông dẫn Thanh Thanh Tâm quay lại xác nhận lần nữa về hôn lễ. Nhưng một thời gian sau, bà không thấy người em của mình nói gì. Khi bà hỏi thì mới biết cuộc tình đã gãy gánh giữa đàn. Từ sau đó, Vũ Linh ngập lặng trong vô số chuyện tình nữa, nhưng chỉ toàn đau thương và nước mắt. Đến giờ khi ngồi nhớ lại, ông vẫn cảm thấy hơi nhói bởi niềm đau của những cuộc tình không trọn vẹn. Một ngày, Vũ Linh bồng một bé gái xinh xắn về nhà và báo cho mọi người đó là con ông. Ông đặt tên cho cô bé là Hồng Loan. Lúc đầu mọi người nghĩ chắc Vũ Linh ăn ở với cô gái nào nên có con rơi con rớt, bởi Hồng Loan có nhiều nét giống người chị hai đã mất lúc nhỏ và em gái Hồng Nhung của Vũ Linh. Nhưng hỏi ra mới biết ông động lòng trắc ẩn mà xin cô bé về làm con nuôi. Tiếng là con nuôi nhưng tình cảm gắn kết không khác gì ruột thịt. Hồng Loan càng lớn càng xinh, cô bé lễ phép và yêu thương ông bà, cô dì, chú bác như ruột thịt của mình. Những biến cố trong gia đình liên tiếp xảy ra, cô con gái Hồng Loan lấy chồng sinh con rồi cũng dang dở một lần. Hồng Nhung, người em gái anh yêu thương bảo bọc từ nhỏ, cứ lận đận tình duyên hết lần này đến lần khác, khiến anh nhiều đêm dài khóc hết nước mắt. Cách đây khoảng chục năm, vì công chuyện làm ăn thất bại, Hồng Nhung lỡ để mất căn nhà từ đường do cha mẹ để lại. Vừa giận vừa thương em, nhưng chuyện đã rồi, không cứu vãn kịp. Không còn bận tâm có vợ hay không, Vũ Linh dành hết tình cảm cho người con gái nuôi và những người thân trong gia đình. Ở tuổi 60, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh sống cô đơn trong ngôi nhà riêng tại quận Phú Nhuận.